Em hỏi chút, thầy có bí quyết hay cách gì giúp mẫu tạo dáng, cách để tay đặt chân, tạo đường cong để cho mẫu trông mềm mềm chút không ạ? Em có xem trên YouTube nhưng nó không có cơ bản, kiểu như không có điểm chung ấy. Thầy có thể chỉ cho vài bước mà mẫu diễn ở view nào cũng ổn không ạ? Thì đây là một cái câu hỏi của một anh ở trong nhóm. Thế thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip nhỏ chia sẻ về cái kinh nghiệm làm thế nào để chúng ta có thể tạo dáng và chia sẻ một chút cái kiến thức của mình biết về cái điều này. Thế thì như thế này, ví dụ như chị em ấy mà bắt tay to thì chúng ta khi chụp hình ấy thì không nên lựa chọn những cái váy mà nó hở vai như thế này. Đấy, các bạn thấy không? Thì chúng ta hạn chế những cái váy mà nó có thể hở vai ngay đối với người bắt tay to này. Và đối với những người quá khổ ấy thì chúng ta khuyến khích họ nên sử dụng những cái đồ cá nhân và hạn chế chúng ta sử dụng những cái đồ thuê. Tại vì cái đồ cá nhân là những cái đồ mà họ đã lựa đi lựa lại hoặc họ may theo những cái form người của họ thì nó sẽ giấu được những cái khuyết điểm rất là nhiều so với cái việc là chúng ta sử dụng cái đồ thuê. Đó. Về cái phần tạo dáng mà khi chúng ta chụp hình ấy, thì chúng ta lưu ý là như thế này, đối với trường hợp mà bắt tay to ấy, thì các bạn hạn chế là để cho họ ép tay vào sát người như thế này. Tại vì khi ép tay vào sát người như này các bạn cứ thử đi, các bạn sẽ thấy là cái bắp tay của họ sẽ tự nhiên sẽ phình ra rất là to. Đó. Thế thì trong trường hợp này đấy là một số cái kinh nghiệm mà mình khi lựa chọn đồ cho những người người ta quá khổ hoặc khi tạo dáng cho người bắp tay to. Thế thì các bạn ngoài ra còn có cái cách nữa là chúng ta có thể xử lý bằng Photoshop nhé. Các bạn có thể về các bạn xử lý bằng Photoshop thì chúng ta trong Photoshop thì nó chỉ trong vòng một vài nét nhạc thôi là chúng ta có thể xử lý được ở trong Photoshop rồi. Đó. Ví dụ như này là xử lý ở trong Photoshop thì nó chỉ trong vòng một vài nốt nhạc thôi là nó đã có thể xử lý những trường hợp này. Đấy, ví dụ như thế này. Đấy, ví dụ thôi nhé. Đó, còn chúng ta làm cẩn thận thì chúng ta sẽ làm tốt hơn. Đó. Thế thì về cái phần ấy là bạn hỏi về cái phần học tạo dáng thì làm thế nào? Thế thì về cái phần tạo dáng thì mình chia sẻ với các bạn như thế này. Thực tế về cái tạo dáng ấy là chúng ta ở bên ngoài thực tế là có các công ty người ta đào tạo về các người mẫu ấy. Đấy, thì khi các công ty đào tạo người mẫu họ sẽ đào tạo cho cái người mẫu là đi như thế nào, đứng thẳng lưng hay là đứng gù lưng hoặc là tay để thế nào cho đẹp, đi chân phải thẳng như thế nào thì họ có cái công ty họ đào tạo về vấn đề đấy. Mà cái cô nào mà cái cô qua các chương trình đào tạo của các công ty thì cái tạo dáng rồi các dáng đứng rồi các dáng đi dáng ngồi cũng sẽ trông rất là tự nhiên và trông rất là perfect. Thì thường những cái khóa ở các công ty như thế thì dành cho một cái cô người mẫu ấy, giá trung bình nó phải rơi về tầm độ khoảng mình tìm hiểu nó khoảng độ 4 hay 5 triệu một khóa khóa cơ bản đấy. Nhưng cô nào mà muốn đi catwalk thì cái chi phí nó sẽ cao hơn rất là nhiều đó. Thì bạn có thể gợi ý cho họ tham gia các khóa như thế này đấy. Thế còn nếu ở trong lĩnh vực chụp ảnh ấy, thì để mà chúng ta có một cái bức hình đẹp ấy, thì các bạn phải học học về cái gì, chúng ta phải học về cái nguyên lý về tạo hình. Nguyên lý tạo hình là chúng ta dựa trên những cái gì mà chúng ta học về cái đường nét ở trong cái tạo hình. Ngoài cái việc mà chúng ta học về đường nét ở trong tạo hình ra, chúng ta còn phải học về bố cục ở trong tạo hình, tức là đối với cái tạo hình như thế thì chúng ta phải đặt ở trong cái bố cục nào thì nó mới đẹp được. Cho nên ấy, kể cả một cái người mà người ta đi học một cách nghiêm túc về nhiếp ảnh, về cái bộ môn tạo hình thì họ cũng phải mất cả một cái quá trình, cả một cái thời gian để rèn luyện một cách nghiêm túc thì mới có kết quả được. Còn nếu mà chúng ta bỏ tiền là chúng ta học nhưng mà chúng ta cũng không rèn luyện, không giao tiếp với người mẫu, không thực tập thường xuyên thì tất cả những kiến thức này chúng ta cũng trở nên quên hết và chúng ta cũng coi như là tay trắng không có cái gì cả. Thế còn nếu mà các bạn không có điều kiện đi học hay mà bạn học miễn phí thì các bạn có thể xem ở trên mạng, các bạn học theo và các bạn làm theo. Đây, ví dụ như này các bạn có thể lấy một số hình, lấy hình của mình hoặc lấy hình của ai đó để chúng ta có thể tập làm theo những cái dáng như thế này thì chúng ta học và chúng ta luyện tập thôi. Đó. Thì nếu mà không có điều kiện đi học có phí thì chúng ta có thể học miễn phí như vậy. Nhưng mà với cái lời khuyên của mình thì các bạn nên coi cái nhiếp ảnh này nó là một cái bộ môn mà nó gắn liền với nghệ thuật và chúng ta phải đầu tư vào nó một cách nghiêm túc. Đấy, đầu tư một cách nghiêm túc, không phải chúng ta cứ cầm máy rồi chúng ta mang máy ra chụp và chúng ta đã có thể trở thành một cái nhiếp ảnh gia được. Và có một cái lời khuyên đối với các bạn đó là có một cái sự đầu tư hiện nay của chúng ta trong nhiếp ảnh này chúng ta là một cái đầu tư ngược. Đầu tư ngược ở đây
ta cảm giác rằng là chúng ta có một cái máy và cộng với một cái máy ảnh ý, là chúng ta thấy nó dễ quá. Ở đây là chúng ta cứ có máy là chúng ta có một vài cái tút là chúng ta có thể chụp được. Thế nhưng mà đây là một cái điều khá bất hợp lý, là vì các bạn mua một cái bộ máy từ 50 đến 70 đến hơn 100 triệu, nhưng mà trong khi những cái khóa học về những cái tạo dáng, tạo hình, về bố cục, về cái đường nét ấy, thì nó chỉ có khoảng 2 triệu hoặc 3 triệu rồi, thậm chí đến 4, 5 triệu đến 10 triệu là cùng. Đấy, nó cũng chả cao đến mức như thế. Thì chúng ta lại không đầu tư, mà trong khi chúng ta lại đầu tư vào cái máy rất là nhiều tiền. Trong khi cái máy đó thì nó lại không quyết định đến cái hình ảnh ra cuối cùng, mà chính cái chất xám mà cái đầu tư của chúng ta nó mới quyết định ra cái hình ảnh của chúng ta như thế nào. Do đó nên là chúng ta đầu tư, mà chúng ta đầu tư vào máy quá nhiều tiền, trong khi những cái khoa học của chúng ta lại không đầu tư, thì đấy lại là một cái sự đầu tư ngược. Đấy là một cái sự đầu tư ngược. Thế nên là mình có một cái lời khuyên là nếu các bạn có điều kiện thì các bạn ngoài việc đầu tư máy ở mức vừa phải đấy nhá, cái máy nó không làm nên cái bức hình mà chúng ta đạt đâu, thì chúng ta nên đầu tư về chất xám, nên đầu tư về chất xám, đầu tư về các khóa học đấy, thì nó sẽ hợp lý hơn, và nó sẽ giúp cho chúng ta cái hình của chúng ta thật sự khác biệt nhá. Nếu mà các bạn có cái câu hỏi nào khác mà cần giải đáp thắc mắc thì các bạn cứ có thể gửi vào trong nhóm, hoặc là các bạn viết email, thì khi nào có thời gian thì mình sẽ làm cái video hoặc clip chia sẻ cho các bạn. Và nếu thấy video hữu ích thì các bạn hãy ấn like, chia sẻ và tiếp tục theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video lần sau.